Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 và hoàn lưu bão, qua rà soát đánh giá sơ bộ, toàn tỉnh giảm 182 lượt tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Trong đó, một số tiêu chí giảm mạnh so với thời điểm tháng 8 năm 2024 là giao thông giảm 41 xã, thủy lợi và phòng chống thiên tai giảm 38 xã, nhà ở dân cư giảm 43 xã, tiêu chí điện giảm 9 xã. 5 trên 19 tiêu chí nông thôn mới còn lại không giảm, gồm quy hoạch, lao động, giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất văn hóa. Trước những thiệt hại nặng nề do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra, ước hết năm 2024, Lào Cai duy trì 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 65 trên 127 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giảm 7 xã so với mục tiêu đề ra. 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, giảm 2 xã so với mục tiêu. 25 thôn được công nhận thôn nông thôn mới, giảm 6 thôn so với mục tiêu. Ủy ban Nhân dân thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng vừa tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 năm 2024 với chủ đề phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động cụ thể thiết thực như diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, triển khai ứng dụng công nghệ và tập huấn sử dụng các dịch vụ công trên môi trường mạng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của chuyển đổi số, khuyến khích người dân tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong đời sống và phát triển kinh tế xã hội. Theo thống kê, hiện thị trấn Phố Lu có 85% hộ gia đình đã kết nối Internet, 100% người dân đã có danh tính, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và cài đặt VDID, VSSID. 30% dân số sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trên môi trường mạng đã đạt 1.157 hồ sơ. Bên cạnh đó, mô hình chợ không dùng tiền mặt và các nền tảng học trực tuyến cũng đang phát huy hiệu quả tích cực tại địa phương. Ngày 8 tháng 10, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề trồng và chế biến chè dưới 3 tháng. Sau 2 tháng tham gia lớp đào tạo nghề trồng và chế biến chè từ nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 35 học viên là các hộ trồng chè thôn Đồi Danh, xã Bản Lầu đã có những kiến thức cơ bản về nguồn gốc, đặc điểm sinh học, các tác nhân ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây chè, thực hiện được kỹ thuật nhân giống chè, trồng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại chè, thu hái và bảo quản chè búp tươi và kỹ thuật sao sấy chè. Năm 2024, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Miền núi phía Bắc phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương mở 7 lớp trồng và chế biến chè tại 5 xã, mỗi lớp có 35 học viên, qua đó giúp các hộ dân nâng cao giá trị kinh tế từ cây chè. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đưa chè trở thành một trong những cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao, xã Lương Sơn, huyện Bảo Yên khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây cũng là hướng đi nhằm cụ thể hóa nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với khoảng 5.000 gốc chè gần 10 năm tuổi, gia đình chị Hoàng Thị Thêu đang có nguồn thu nhập ổn định từ cây trồng này. Trước đó, khi xã có dự án trồng chè, gia đình chị Thêu là một trong những hộ dân đầu tiên đăng ký trồng thử, được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, nên cây phát triển tốt, sản phẩm dễ tiêu thụ. Về cuộc sống thì mình có chè thì mình cũng vẫn đỡ vất vả hơn một chút, rồi mình không phải đi làm ăn xa nữa, mình có được chè thì mình hái hàng tháng như thế này thì nó cũng kiếm được đồng muối, đồng mắm. Thay vì để đất trống, hiện toàn thôn Triềng Hai đã trở nên chủ phú bởi những nương chè bạt ngàn, xanh thẳm. Trong thôn hầu như nhà nào cũng trồng chè, tạo thành vùng sản xuất tập trung gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định cho các hộ dân. Phát triển kinh tế cây chè ở trong thôn thì có 15 hộ. Về diện tích thì khoảng hơn 10 ha. Hướng của thôn của xã là chăm sóc là hữu cơ mà không dùng đến những cái thuốc gọi là bảo vệ thực vật mà nó không theo cái quy định của về nhà máy. Với 15 ha chè hiện có, sản lượng bình quân đạt 70 tạ mỗi 1 hecta. Bình quân mỗi 1 kg chè búp tươi bán tại vườn là 10.000 đồng. Mỗi năm nông dân Lương Sơn thu về 1,3 tỷ đồng. Tuy nguồn thu chưa lớn nhưng đây là cơ sở để mở rộng vùng sản xuất, đưa chè trở thành cây trồng chủ lực tại địa phương.
Phấn đấu đến năm 2025 thì chúng tôi có khoảng 200 ha chè, và đến 2030 thì chúng tôi phấn đấu là đến 250 đến 300 ha chè trên bản toàn xã, và khẳng định đây là một cây trồng chủ lực mà đảm bảo cái thu nhập cũng như an sinh cho bà con nông dân. Cùng với phát triển vùng trồng, xã Đường Sơn cũng chú trọng đưa giống chè chất lượng cao vào sản xuất để nâng cao sản lượng, chất lượng và giá trị thu nhập. Đồng thời tích cực liên kết giữa người trồng với các đơn vị doanh nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến chế biến tiêu thụ sản phẩm. Trong quá trình phát triển cây chè, địa phương cũng khuyến khích người dân sử dụng các loại phân bón hữu cơ, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo canh tác bền vững. Sáng nay ngày 9 tháng 10, Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam phối hợp với xã Bản Vược, huyện Bát Sát khởi công xây dựng nhà cho hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại địa phương. Đại diện Hội Liên hiệp Máy Công trình Việt Nam đã trao 150 triệu đồng hỗ trợ gia đình ông Phan A Nhường, thôn San Bang để xây nhà mới. Gia đình ông Nhường là một trong 5 hộ dân của xã Bản Vược bị sập nhà hoàn toàn trong hoàn lưu cơn bão số 3 vừa qua. Theo thiết kế, ngôi nhà sẽ được xây dựng ở vị trí an toàn, đảm bảo ba cứng, thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của gia đình. Từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân và các địa phương, trên địa bàn huyện Bát Sát đã có 5 hộ gia đình bị mất nhà ở do mưa lũ được khởi công xây dựng nhà mới. Các địa phương trong huyện cũng đang bố trí quỹ đất, khẩn trương tiến hành xây dựng mới nhà ở cho các hộ bị mất nhà hoàn toàn, giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống. Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Theo đó, các ngành, các địa phương tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng cơ quan, tổ chức, từng hộ gia đình, từng người dân, quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, hậu quả và trách nhiệm pháp lý của các đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm, nhằm ngăn chặn tình trạng giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông, tập trung vào đối tượng học sinh, tổ chức ký cam kết và giám sát việc thực hiện. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hình thành ý thức tự giác chấp hành quy định không giao xe cho người không đủ điều kiện, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Kế hoạch hành động thực hiện quy định của pháp luật về không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024. Cùng với các hội đoàn thể ở cơ sở, thời gian qua các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, ghi nhận tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng. Trong mỗi buổi sinh hoạt, chi hội phụ nữ thôn Làng Bông luôn lồng gắn nội dung phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Riêng với tiêu chí môi trường, chị em đã cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường nơi sinh sống, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt. Định kỳ hàng tháng, các hội viên còn tham gia thực hiện vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, trồng và chăm sóc đường hoa cây cảnh. Tôi thì cũng cứ hàng tháng là cứ vào thứ bảy chủ nhật thì tôi cũng đến tham gia với lại chị em phụ nữ là cũng đi sửa sang đường ngõ, nhà cửa. Chị em cũng rất là nhiệt tình mà cũng ủng hộ. Chung tay thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ nữ xã Xuân Quang đẩy mạnh công tác tuyên truyền xã hội hóa để xây dựng các bể và hố thu gom rác thải ở các điểm công cộng, khu dân cư. Toàn xã hiện đã có trên 1.800 mô hình gia đình 503 sạch, phong trào nhà sạch vườn đẹp ngõ văn minh, đường hoa phụ nữ, tuyến đường phụ nữ tự quản về môi trường, hay phong trào xử lý chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ, được triển khai sôi nổi, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo hội viên. Qua các mô hình này đã góp phần tạo môi trường sống sáng xanh sạch đẹp tại các khu dân cư. Mô hình xanh sạch đẹp này thì nó cũng mang lại rất nhiều cái lợi ích cho người dân bọn em về sức khỏe này, về đời sống vật chất của dân chúng em là cũng cảm thấy là rất là phấn chấn tinh thần. Trong cái phong trào xây dựng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm cũng như là tạo khuôn viên trong gia đình ý, thì các chị em hưởng ứng thì trong hàng tháng thì các chi hội khi mà xã triển khai cái vệ sinh môi trường hàng tháng thì tất cả các chi hội đều đồng loạt phối hợp với nhân dân trong thôn thì sẽ đồng loạt tổ chức ra quân vào cái thứ bảy của tuần cuối tháng ấy, thì sẽ tham gia vệ sinh môi trường chung. Sau khi thực hiện chung thì sẽ về dọn dẹp cái khuôn viên trong cổng đường làng ngõ xóm của gia đình mình.
từ sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong công tác vệ sinh môi trường, xã Xuân Quang đã có cảnh quan khang trang, sạch đẹp, đáp ứng được tiêu chí môi trường của xã nông thôn mới nâng cao. Chuyển sang một số thông tin thời sự trong nước đáng chú ý. Theo báo cáo về tình hình lao động việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2024 của Tổng cục Thống kê, thị trường lao động Việt Nam trong quý 3 không gặp nhiều biến động do hậu quả của thiên tai và những bất ổn trên thị trường thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi quý 3 năm nay thấp hơn so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 năm nay khoảng 1,05 triệu người, giảm 22,2 nghìn người so với quý trước và giảm 24,3 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 3 khoảng 2,24%, giảm so với quý trước và cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của khu vực thành thị tiếp tục duy trì dưới mức 3%. Tổng cục Thống kê lý giải, điều này có được nhờ số doanh nghiệp gia nhập thị trường tiếp tục cao hơn số doanh nghiệp rút lui và tình hình xuất nhập khẩu khởi sắc, góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp cả nước trong quý này. Triển lãm Hà Nội Sức Sống và Niềm Tin đang giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật 70 tác phẩm chọn lọc trong bộ sưu tập mỹ thuật hiện đại của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về chủ đề Hà Nội. Với chất liệu đa dạng, ngôn ngữ tạo hình phong phú, mang phong cách dấu ấn riêng, cùng tình cảm chân thành của người nghệ sĩ dành cho mảnh đất nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Sau 9 năm kháng chiến, hình ảnh Hà Nội được diễn tả trong không khí rực rỡ cờ hoa, đón chào đoàn quân tiến về giải phóng thủ đô. Đặc biệt, cùng với trưng bày tác phẩm theo hình thức truyền thống, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam còn ứng dụng công nghệ trình chiếu số và tổ chức hoạt động in tranh các gỗ để đem lại trải nghiệm mới mẻ cho khán giả. Triển lãm Hà Nội Sức Sống và Niềm Tin sẽ diễn ra đến hết ngày 22 tháng 10. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án BOT, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, đề nghị dừng việc miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 kể từ 0 giờ ngày 13 tháng 10. Theo báo cáo của một số doanh nghiệp dự án, một số xe đã lợi dụng chính sách miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ, không mua vé khi qua trạm, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các trạm thu phí. Trước đó, để hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng, từ ngày 13 tháng 9, các trạm thu phí miễn thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí. Chuyển sang những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Anh đã vượt Đức và Pháp, trở thành quốc gia có nhiều người nhập cư bất hợp pháp nhất châu Âu. Nghiên cứu mới nhất của Đại học Oxford cho thấy hiện có khoảng 745.000 người nhập cư bất hợp pháp tại Anh. Đồng nghĩa với việc cứ 100 người đang ở Anh thì có một người sống bất hợp pháp. Số người nhập cư bất hợp pháp tại Anh cao hơn Đức, cũng vốn là điểm nóng về người di cư và gấp đôi so với Pháp. Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 26.600 người di cư đến Anh, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước thực tế này, các thành viên cao cấp của Đảng Bảo thủ đối lập đang gây sức ép, yêu cầu chính phủ công đảng của Thủ tướng Starmer phải xem xét lại cách tiếp cận trong vấn đề người di cư. Theo thông báo mới nhất của Liên Hợp Quốc, sự nóng lên của bầu khí quyển đã khiến các hiện tượng thời tiết như lũ lụt và hạn hán trở nên bất thường và khó lường hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến nguồn nước, mà còn tác động sâu rộng đến sinh kế, sức khỏe và sự phát triển bền vững của các cộng đồng trên toàn thế giới. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, 3,6 tỷ người trên thế giới không có đủ nước ngọt ít nhất một lần mỗi tháng. Dự báo, con số này sẽ tăng lên 5 tỷ vào năm 2050. Sự khan hiếm nước không chỉ do việc tiêu thụ gia tăng, mà còn do tình trạng khô hạn kéo dài và sự tan chảy của các sông băng. Các chuyên gia kêu gọi các quốc gia cần chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện các chính sách quản lý nước hiệu quả. Trong thế giới của giao thông hiện đại, tàu đường sắt cao tốc đã trở thành biểu tượng của sự nhanh chóng và hiệu quả. Tại nhiều quốc gia châu Âu, tàu cao tốc đang dần trở thành phương tiện đi lại nội địa thường xuyên, vừa là một lựa chọn để du lịch đa quốc gia đắt hàng nhất. Thụy Sĩ không chỉ nổi tiếng với tàu chậm nhất thế giới, mà tàu cao tốc cũng là lựa chọn hàng đầu tại đây.
Từ Thụy Sĩ, các chuyến tàu cao tốc sẽ đưa khách du lịch tới Italia, Đức, Pháp một cách thuận tiện và nhanh chóng, khiến cho các tour xuyên châu Âu ngày càng trở nên hấp dẫn. Còn tại Italia, đầu tư hiện đại và hợp lý, quy hoạch các sân ga nằm trong nội đô thuận tiện đi lại, ngành đường sắt nước này đang là phương tiện vận chuyển hành khách ưu việt, giúp phát triển kinh tế và du lịch mạnh mẽ. Các nghề thủ công trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển là biểu tượng và niềm tự hào của Nhật Bản. Tuy nhiên, thiếu người thừa kế cộng với cuộc sống công nghiệp hiện đại khiến nhiều giá trị tốt đẹp của nghề truyền thống đang dần bị mai một. Tại tỉnh Iwate, nơi có nghề sản xuất sơn mài lớn nhất Nhật Bản, đã đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ như một cách để bảo tồn nghề. Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật Ashiro Urushi này được thành lập vào năm 1983 với mục tiêu bảo tồn nghề sơn mài ở Iwate. Tại trung tâm, học viên được thực hành dưới sự hướng dẫn của những người thợ lâu năm. Nhờ vậy, họ có thể học được các kỹ thuật cần thiết chỉ trong 2 năm. Trung tâm do chính quyền thành phố Hachimantai điều hành và nhờ vậy, các học viên được học làm sơn mài miễn phí. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.